Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng của Lê Minh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10. Em Minh là tiếp tục lên một cái clip dòng máy cắt lề hợp kim. Số lượng thì nó chỉ có khoảng tầm loanh quanh khoảng 15 máy thôi. Tại vì cái bên hãng Kazen này á, là bên người ta thanh lý cho mình, thanh lý thu hồi vốn về. Giá của thị trường của nó phải tầm 9 triệu và hôm nay là chương trình giảm thêm 2 triệu, còn có 6 triệu 999 ngàn miễn phí ship cho tất cả là anh em đang tìm kiếm một con máy cắt lề hợp kim 355 thương hiệu đến từ Kazen. Đây Kazen ha, lưỡi của nó lưỡi 355, vòng tua từ 700 đến 1.003 vòng và sử dụng nguồn điện là 220 KZ9366D. Với cái thương hiệu này thì giá của thị trường nó tầm 9 triệu, loanh quanh 9 triệu và có nhiều hàng thì loanh quanh tầm gần 10 triệu. Nhưng mà cái chương trình này chỉ còn có 15 con thôi. Ở bên hãng người ta cũng hỗ trợ về giá thu hồi vốn cũng như là vấn đề ở đây là thanh lý để giải phóng như vậy là cái hàng này để như vậy là bán thanh lý cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ. Ở đây thì sẽ có về cái tổng quát của máy này. Thì thương hiệu của Kazen là rất là nổi tiếng rồi ha. Lưỡi 355 vòng tua là của nó từ 700 đến 1.003 vòng nha. Và có đồng hồ để điều chỉnh vòng tua ở đây. Dây nguồn của nó dài tới là 5 mét nha. Và máy đi kèm có lưỡi hợp kim, máy có trọng lượng là 25 cân. Và chế độ bảo hành của hãng thì lên đến là 1 năm bảo hành. Đi kèm có phiếu bảo hành, có một cái khóa mở lưỡi nha, phiếu bảo hành của hãng luôn. Đóng gói chuyên nghiệp. Dòng máy này thì dành cho những anh em thợ cơ khí hàng nặng, gọi là chuyên về cắt cái độ dày cũng như là độ chính xác. Mặc dù thì mình đầu tư một cái máy này với trị giá 6 triệu 999 ngàn thì tương đối được khá là nhiều tiền, nhưng mà để chung quy lại thì với một cái này thì hầu như là biết bao nhiêu anh em thợ cơ khí đang mơ ước. Và hôm nay điều đó sẽ trở thành hiện thực, đó là giảm giá về cho anh em mình còn có 6 triệu 999 ngàn mà miễn phí vận chuyển nữa. Giá rẻ hơn thị trường từ 2 triệu rồi, hơn 2 triệu đến 3 triệu một con rồi ha. Con này thì cắt cái độ góc 45 độ này. Ở đây này, ở đây cái độ góc 45 độ này rất là nhanh nhá, điều chỉnh cực kỳ nhanh, cắt góc 45 độ ha. Cắt góc 0 độ, 45 độ cực kỳ là nhanh luôn, khóa mở thông minh. Thiết kế thì anh em cũng biết là bo mạch thì nó sẽ nằm ở dưới phần điều khiển ở đây. Cái đế của nó cực kỳ dày dặn, máy đi kèm có lưỡi ha. Quá đã anh em. Anh em thấy là khi anh em muốn gập xuống đúng không? Đây. Cái máy đang gì đây? Anh em mình muốn gập xuống này, ấn vào đây. Lẩy sang bên trái nhẹ nhàng. Và sẽ bấm vòng tua, máy sẽ chạy. Đấy. Công nghệ Bluenet mới nhất. Rồi ở đây thì nó sẽ điều chỉnh vòng. Ở đây thì 7.000 vòng. Và mình có thể tăng lên đến 13.000 vòng. 13.000 vòng là cái vòng lớn nhất ha. Đây. Với cái chế độ phanh an toàn, motor của nó là motor nguyên khối ha. Phải nói là tuyệt vời. Còn máy này biết bao nhiêu người mơ ước, biết bao nhiêu anh em thợ chưa có tiền đang phân vân, nhưng mà hôm nay giá rẻ rồi. Ở đây thì nó sẽ cái đựng ba vía. Đây là cái hộp đựng ba vía này anh em. Hộp đựng ba vía này. Con này thì cắt được cái là nó không ba vía, không có mùi. Đặc biệt là không ba vía, không mùi. Bây giờ thì sắt hiện tại thì cái sắt hộp thì cửa hàng mình hết, mình sẽ test cái độ dày sắt dày tới 5 ly. Đây là sắt dày này. Thì sẽ test cái về cái độ sắt dày ha. Như vậy là mình sẽ cắt máy này thì mình sẽ cứ để vậy và nó sẽ tự động cắt nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Ở đây thì mình cũng có kính bảo hộ của bên hãng người ta cho mình rồi. Bây giờ mình cứ đeo vào ha. Rất là nhẹ nhàng là anh em mình đã cắt được rồi. Anh em thấy là máy cắt này, ở đây là cắt cái sự cắt máy hợp kim nó sướng lắm, nó không có nóng nha. Này nó không có nóng này. Thứ nhất là không nóng này, thứ hai là không ba vía.
và nó là khi mà mình cắt á, cái sắt này nó cực kỳ là thơm luôn nha mọi người. Nó không nóng, không ba via. Cắt cái lời hợp kim này là cực kỳ sướng nha. Với cái độ chính xác nha, với cái độ chính xác này, mọi người thấy là về đường cắt của nó này, độ chính xác, độ chuẩn. Đặc biệt là những cái bác nào mà làm bên thợ mà gọi là thợ mà thợ làm cửa thì đầu tư một con máy này thì phải nói là tuyệt vời. Khi mà mình cắt nó không bị ba via, không có bị vênh nhá mọi người, thì nó là tuyệt vời luôn này. Thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái chế độ góc 45 độ để cho anh em mình tham khảo này. Như vậy là cái sắt hộp thì em mình không có nhá. Mình sẽ test cái góc 45 độ trên sắt dày luôn. Để mình test cái máy này về cái độ chính xác và cái độ an toàn của nó này. Bây giờ mình sẽ test thử nha anh em. Khi mà mình cắt thì mình không cần phải đè nha mọi người. Anh em thấy là cắt góc 45 độ này. Đó, cắt góc 45 độ nha. Đây, cắt không có ba via, không có nóng tay. Đây, anh em thấy không này, cái đường cắt của nó này. Đây, mình sẽ trở lại này. Đó, mình sẽ cắt và mình sẽ đo cái độ chính xác của nó này. Thấy chưa? Độ chính xác của nó 100% khi mà anh em mình làm cửa. Ha. Anh em mình mà làm cửa thì phải nói là để mà sử dụng cái lưỡi cắt hợp kim này thì với cái chi phí đầu tư lúc ban đầu thì nó hơi là khó khăn. Bởi vì thời điểm này là cái thời điểm mà anh em cực kỳ khó khăn để mà sắm cho mình được một máy lưỡi cắt hợp kim để mà dành về vấn đề chuyên nghiệp. Đầu tư khá là lớn, nhưng mà bây giờ thì thật sự là nếu mà anh em mà đang xem cái video này thì chắc chắn một điều là anh em sẽ mua được ngay với cái mức giá chỉ còn có 6.999.000. Và chế độ bảo hành của bên em, của hãng bên em là 1 năm bảo hành cho anh em ha. Và bên em đã hoàn toàn là miễn phí ship tận nơi rồi ha. Hoàn toàn là miễn phí ship tận nơi rồi, thì anh em biết là với cái mức giá này thì sẽ là anh em không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo nữa, bởi vì giá nó quá là tốt rồi ha. Cắt rất là ngọt ngào, anh em nào mà đầu tư con này thì phải nói hết ý luôn. Thứ nhất là không ba via, không mùi, không khét ha. Đảm bảo về vấn đề chất lượng, về vấn đề này là hiệu Gazen nó bảo hành cho mình 1 năm nữa. Thì năm cách đây khoảng 1.5 năm về trước là mình cũng đã lên cái hiệu Gazen này, là giá lúc trước mình bán tới 9 triệu mấy á. Gần cả 10 triệu, bây giờ còn có 6.999.000 anh em ạ. Thì anh em thấy là với cái độ mà cắt này, thấy cái đường cắt của nó này, thấy không? Quá đã, thật sự là quá đã. Cắt quá đã ha. Thì anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm máy cắt Gazen 9366D đến từ thương hiệu của Gazen này thì hãy liên hệ cho em mình để được cái giá tốt nhất. Bên em được hoàn toàn được miễn phí vận chuyển. Miễn phí vận chuyển mà hiện tại thì chỉ còn cái ở hiện tại thì bên hãng báo cho mình là còn có 15 máy thôi nha. 15 máy. Thì anh em nào mà quan tâm thì hãy liên hệ cho mình, bởi vì cái số lượng thì không có nhiều. Số lượng không có nhiều, có 15 máy à. Giá này là mua tốt, giá này là ok nha anh em. Giá gốc rồi, giá bán lỗ rồi. Rồi thì anh em nào quan tâm hãy liên hệ cho mình, hãy đăng ký kênh. Đăng ký kênh ủng hộ cho em mình. Xin được chân thành cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và luôn ủng hộ mình trong cái thời gian vừa rồi. Xin được chân thành cảm ơn một lần nữa. Hãy đăng ký kênh để cập nhật. Hãy liên hệ góc trái màn hình là số hotline của em mình. Bây giờ em mình xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau ha. Xin chào anh em nha. Tạm biệt anh em.